그러면 네네. 그냥 한 베트남 스페인 배수로 얘기할 수 있어요? 오늘 인비야. 딱 네네네. 베네나 음성 메시지야. 예. 힌난 또아이? 맞아요? 루터 Rất. 띵 양토아. 예. 그 Nếu cho việc gửi và nhận tin nhắn thoại cũng là một phương pháp tốt để cải thiện năng lực nghe, cải thiện kỹ năng nghe. Yeah. Nếu vừa khi mà nghe tin nhắn thoại của người khác thì Né. có thể cải thiện được. À, dù dù không không cần nhìn văn bản thì cũng có thể cải thiện Né. được. Nếu mà cố gắng hiểu nội dung thì có thể cải thiện Né. nhanh chóng Né. và chính xác Chính xác. cái năng lực nghe. Né. À. Lắng né. Né. Ujunan thực kỳ ẩn sức. Năm. Lên tập. Nhé. Ujunada. Luyện tập nghe. Mời cả. Ujunada. Xuống. Cô Xuống. Xuống. Cô Xuống. chú ta계속. luyện tập nghe liên tục á. Yên tục. Yên. Chỉ ăn. Xuống. Máximo. Cô cuối. Cuối. Cuối cùng Cuối cùng. phải luyện nghe liên tục. Việc nghe hàng ngày, Bucket. việc nghe park park khai sư thư màu éo. Podcast는 유튜브에서 개인 방송하는 거 팟캐스트예요. 유튜브에서 보통 개인 MC가 방송하잖아요. 아나운서 팟캐스트. 아, 팟캐스트. 포카. 팟캐스트. 포카스. 네오. 오케이. 팟캐스트. 포카스트 팅뱃 있어요? 의미? 네, 있어요. 뭐라고 해요? 팟캐스트. 인간. 그 외국에 팟캐스트. 포카. 팟캐스트라고 불러요. 오케이. 팟캐스트. 포카. 미 오케이. 통어 띵 미. 팟캐스트라 잉글리시 팅한 포카. 오케이, 언더스탠드. 어떤 이유? 오케이. việc nghe mình podcast hay là nghe video Yeah. hay là nghe trò chuyện hàng ngày thì cũng có thể giúp Yeah. giúp cho Good. Help cho cái tai you. não bộ quen dần với ngôn Chúng ngữ đó Đồng nữ đó. Yeah. và Cái thiên khả năng cá cải nhân thiện nhé. Thư kỹ thiện. năng nghe tự nhiên. Thư thiện.결말도 있는데 그냥 결말도 할게요. 결론적으로 듣기 능력 향상은 인내심과 지속적인 연습이 필요합니다. 우리가 꾸준히 듣고 연습할 때 새로운 언어에서 듣기와 이해 능력이 점차 발전하게 됩니다. 읽어주세요. 네. 태양. 결론적으로 듣기 능력 향상은 인내심과 지속적인 연습이 필요합니다. 우리가 꾸준히 듣고 연습할 때 새로운 언어에서 듣기와 이해 능력이 점차 발전하게 됩니다. 인내심 알아요? 인내심? 인내심, 忍耐. 옛날? 오케이. 참다, 참기. 그러면 꿈꼬이. Cuối cùng, Cải thiện kỹ năng nghe là cải thiện.
cần cần kỹ cần năng thiết nghe, cần 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 luyện tập, luyện tập liên luyện tục. tập liên tục và nhẫn lại. À, khi chúng ta luyện tập Khi nhé, chúng ta nghe liên tục liên liên tục, à, luyện tập nghe có liên tục thể à, thì phát triển kỹ năng à, nhé thì và hiểu biết phát triển được kỹ năng nghe và hiểu trong ngôn ngữ mới trong ngôn ngữ mới. nè, còn tiếng Việt à, dù sao cũng vẫn đề cập theo kiểu tiếng Hàn ngữ âm thanh message로 듣기 연습 trao đổi 언어 교환 trao đổi 정보 교환 음성 메시지 교환 또한 듣기 기술 개선에 좋은 방법이에요. 각자의 메시지를 들을 때 나는 더 노력 이해하려고 그 소리를 이해하려고 하고 반반으로 반반이냐라고 반반 Văn bản á, à văn văn bản và là cái gì, xem cái gần gì như nhỉ, hay chỉ ảnh phố văn bản không là cần nên nội dung mà không cần nên can là văn bản tôi cố gắng chữ nội dung 내용을 더 cố gắng이해하려고 노력해요. 하지 않고 간인하고 반반 văn bản문자 문자로 오지 네 않고 문자 비슷해요.그 내용을 의지하지 않고 소리로 노이즈 노이즈 내용을 내용 이해하려고 해요. 즉, 파티엔 가랑에 양쪽 맞춘사 그 듣기 기술 발전을 도와서 빨리 이해할 수 있어요. 그것들을 그리고 정확하게 이해할 수 있게 해서요. 그다음에 예, 순수한 지속적인 연습. 그리고 결론적으로 루엔 듣기 연습이 필요합니다. 깜빡이도 지속적인 노력이 필요하고 팟캐스트 듣기 비디오 영상 또는 저 대화를 모이나에 계속해서 매일 하면 하는 것이 더이 언어와 함께 익숙해지는 걸 도와줘요. 타이푼. 그리고 난가오 능력을 높여줘요. 비낭예 듣기 능력을 높여주는 것을 당신의 듣기 능력을 높여주는 것을 자연스러운 방법으로 도와줍니다. 네, 결론 읽어주세요. 네, 똠 라이브 결론이에요. 똠. Tóm lại, việc cải thiện kỹ năng nghe là một quá trình cần sự kiên nhẫn và luyện tập liên tục. Chỉ khi chúng ta thường xuyên lắng nghe và thực hành khả năng nghe và hiểu ngôn ngữ mới sẽ ngày càng phát triển. Nè, tóm lại, việc cải thiện kỹ năng nhẹ là một quá trình cần xuất hiện nhanh và luyện tập liên tục. Chỉ khi chúng ta thường xuyên lắng nghe và thực hành khả năng nhẹ và chủ động ngữ mới sẽ ngày càng phát triển.결론적으로, 듣기 기술 개선은 필요한 과정인데 이것은 지속적인 연습과 빠른 스캔 그냥 스캔라 이벤트 경험 스캔라지 인내심.
인내심. 스캔, 스캔. 인내심의 네, 뭐. 결과예요, 과정이에요. 우리가 또 계속 연습, 듣기 연습을 하고, 뜻한, 쉬지 않고, 원. 뜻한라 그 쉬지 않고, 까낭예라, 뜻하니 예. 라 연습 연습, 듣기 연습, 기술, 그 다음에 농루모의 새 언어의 이해를 하는 것은 발전의 나이 강, 나이 강, 파티엔, 발전에 도와줘요. 나이 강이냐라지. ngày càng phát triển là chóng chả네. chóng chả chóng chóng아, 점차. bài tròn Like bài발전하게 할 거예요. bài tròn á kê할 thì về mi tả để거예요. để coi 나이칸, 나이칸. hôm nay chúng ta có thể trao chuyện về chủ đề. 어떤 주제를 정해서 이야기해보는 것도 괜찮을 것 같은데요. 아마 우리가 chúng ta đọc giao tiếng về những tiếng Hàn 그동안에는 한국어와 베트남어를 많이 읽었잖아요. 근데 이제 읽는 거 말고, 중따꽃의 짜오촌, 이야기, 매 주제, 어떤 주제에 관해서 이야기를 해보는 건 괜찮을 것 같은데, 중따꽃의, 너희 배 통틴, 매 주제와 관한 어떤 정보도 교환할 수 있을 것 같아요. 그러니까 일단은 오늘 주제를 홈나이 주제라 파동산 부동산에 관한 주제로 하나 한번 얘기해 보면 좋을 것 같아요. 내가 네, 그 한국어로 먼저 좋아요. 얘기하고 도이세 노이베 팅한 넨아 도이세 노이베 팅벳 그러면 리는 팅벳 먼저 얘기하고 그다음 한국어 얘기하면 내가 들으면서 그 얘기할 수 있을 것 같아요. 그러면 일단은 부동산 주제로 얘기를 해볼게요. 한국어로 한국에서 부동산은 중요해요. 그리고 한국에서 부동산은 큰 재산입니다. 그리고 부동산은 보편적으로 비싸요. 비싸기 때문에 부동산을 대부분 소유한 경우도 있지만 부동산을 사는 데는 쉽지는 않아요. 하지만 사람들은 재산을 모으면 주식이나 이런 거에도 투자하지만 부동산에 많이 투자를 해요. 그리고 많은 사람들이 여전히 한국에는 젊은 사람들이 여전히 집이 없어요. 그러니까 자기 집이 없어요. 그래서 많은 사람들이 전세를 살아요, 도시에서. 한국의 전세는 베트남의 부동산 임대와는 달라요. 한국의 전세는 보통 전세금을 주고 몇 년간 전세를 살고 그 다음에 전세금을 다시 받아서 또 다른 전세로 이주를 하는데 전세금이 거의 집값하고 비슷해요. 그래서 전세금이 상당히 비싸요. 그래서 하지만 전세금도 비싼데 집값은 더 비싸요. 비슷한 건 아니고. 그래서 한국에서는 부동산을 갖는 것이 쉬운 일은 아니에요. 그래서 네, 그래요. 오케이. 또 이제 너희 배 부동산 고 한국 오 한국 부동산 라 반쪽 오 한국 뉴욕
Như nhồi muốn cô bất động sản nhưng mà bất động sản là mệt quá mệt pizza tiếng Việt bởi pizza Vì sao ta? Nghĩa nè là cái sự đắt, đắt nhiều. tắc Đắt nhiều. tắc Đắt. tắc Ê, bất động sản là tắc quá, em làm pizza không? À, chứ pizza không? Tắc quá, tắc quá. Đắt À, quá. nên젊은 사람들 하면 뭐라고 할까? 젊은 사람, 제? 젊다, 젊, 젊은 사람. 전 문. 젊은, 젊다. 나이든 옹바. 나이든 올드 나이가 많아요. 나이가 어려요. 나이가 어린 사람. 나. 나이 또이 나이가 어린 사람. 어린 사람. 아, 누이제? người trẻ. 누이제 어린 사람. người trẻ. 누이제 Người trẻ. Không có tiền để mua căn hộ, mua bất động sản. À, vì bất động sản là đắt quá. Nên bất động sản của Hàn Quốc là전세. 전세라는 베트남어 있어요? 이니아 전세. 월세 알죠? 월세. 투엣. 전 xe là thuê. Thuê nhà kiểu là thuê nhà. thuê nhà 방법이에요. 방법 thuê Thế nhà. 그 quầy xe là trả hàng tháng, còn tròn xe là trả trả hàng năm đúng không? thuê nhà hàng năm đổ. Nghĩa À, là hàng năm. hàng non Yeah, 1년, 뭐 năm. 보통 Elon.전세 계약하면 물론 1년 할 수도 있는데 보통 이제 상가는 5년 뭐 있고 3년 있고 그래요. 어쨌든 항남투에 오. 맞아요? 항남투에 조금 기간 달라요. Hàng năm à, kỳ can mà nào kỳ네. can kỳ giác계약 기간 달라요. kỳ. 아, 오케이. 항남투에 là Tăng Nhau và Boy Việt Nam. 항남대 là đắt quá nên như thế cô bác sông ô căn hộ cho Hàng Nam Thế nên như thế muốn mua bất động sản là đắt quá nên không dễ dàng để mua bất động sản. Ok, y chang tuk kai. Nghe không dễ dàng. Cứ 베트남 부동산에 대해서 베트남어로 얘기 먼저 하고 그다음에 한국어로도 조금 얘기해 보세요. 그러면 그러니까 베트남 부동산 Bất động sản là tiếng Việt mình bất động sản Việt Nam á, cũng cũng là một lĩnh vực rất là phổ biến với cả rất là phát triển. Giá nhà mua họ hay là nhà cho thuê cũng càng ngày càng tăng, và chung cư thì bây giờ chung cư ngày càng nhiều, và người mua cũng nhiều và người thuê cũng nhiều. Ở khu vực Hà Nội thì là phát triển nhà chung cư phát triển nhất. Ở khu vực Hà Nội với cả Hồ Chí Minh là phát triển nhất, nên là có rất là nhiều nhà chung cư và cũng có rất nhiều người nước ngoài đến để
để làm việc và làm việc và mua mua nhà hoặc là thuê nhà ở ở ở đây. Bây giờ thì nói chung là cái lĩnh vực này, lĩnh vực bất động sản này khá là phát triển, khá là phát triển, có rất nhiều nhà đầu tư, cũng nhiều nhà kinh doanh, đầu tư nhiều vào lĩnh vực bất động sản. Nhồi chê à, bếch xong Người trẻ, ô đào à, tam người phố trẻ, Hồ Chí Minh. người trẻ thì thường là, nếu mà người trẻ thường mua nhà chung cư, thuê và mua nhà chung cư để ở. Giá nhà thì cũng có nhiều giá khác nhau tùy ở khu vực ấy. Có khu vực thì đắt, gần trung tâm ấy thì đắt, có khu vực thì rẻ. Và các loại phòng cũng phổ biến. Phòng một phòng này, studio này, có nhiều loại nhá, loại một loại studio này, loại một phòng ngủ, hai phòng ngủ, ba phòng ngủ, bốn phòng ngủ cũng cũng có rất là nhiều, nên là rất nhiều sự chọn. Cả người trẻ, sinh viên hay là người đi làm đều có thể ở hết cứ.한국어로도 아까 한 내용 얘기해 주세요. 그러면 한국어로 네. 하노이 베트남 보통 사람 là gọi bố Việt Nam một tông sàn네. bùn bùn nhóc gọi voi gọi bố đi ra ngoài kia gọi đi nhanh lên, nó gọi mình Việt Nam một tông sàn bùn 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 già Nhà nè nên càng ngày tròn tròn cầm tròn tròn bài tròn cái tròn hai còn cắt thời rồi. nè Lĩnh vực giá thì chịp cáp sĩ nè chị hoan chè cũng hoan chịp cáp sĩ con trai càng ngày trừ tầng trừng ca 하고 있어요. 오르고 trừng ca있어요. phôi sàn네, 오르다. 네 오르고 있어요. 네. 오르고 네오 오르고 있어요. 오르고 있 오르고 있습니다. 네. người trẻ là nhà thì càng ngày nhà ở các thành phố lớn khân thổ si từ khân thổ si đề xót thức khi Hà Nội thổ si Hồ Chí Minh thổ si Apat thư tô cũng mà nói rồi chị cặp giá có thể mua giá nhà thì mọi người một À, 한국에서는 보통 집살때 또는 전세 할때
돈 부족하면 대출 받아요. 대출 알아요? 대출? 론, 대출. 돈 빌려요, 은행에서. 은행에서 돈 빌리는 건 알아요? 은행? 은행, ngân ê, 야항, 야. 아, 난항? ngân hàng á. ê, 은행. 은행에서 돈을 빌리는데, 베트남은 어때요? 베트남에서 그 Nè,전세랑 khi mà chịp sai tệ은행에 사람들은 사람 들은 có thể mua bằng ngân em thôn nữa đó.집살수 있어요? Nè, sai sủi sao.아, 우리 헌금 으로 sai sủi sao. 아, 그러면 은행에서 돈을 빌리면 이자 비싸요? 이자 알아요? 이자? 이자 là lãi á. À, lãi cũng bằng với lãi suất Yeah, ít exactly. cha cũng bằng bằng lãi của nhà nước, lãi suất ngân hàng thì cũng bằng lãi suất của nhà nước. Không biết nói tiếng Hàn nào. À, 한국에서는 뭐 이자가 그러니까 좀쌀 때는 대출 이자가 좀 쌌었고 지금은 좀 많이 올랐어요. 어쨌든 네. 오케이. 그러면 그 베트남 사람들이 집잘 사요? 대양 무아냐 무아카노 라제양? 집 사는 거 쉬워요? 일단은 많이 사요? 돈 있어야 집 사는데, 한국에서는 집 사는 거 쉽지 않아요. 왜냐하면 매물도 있어야 되지만, 많이 팔아야 되거든요. 돈 많이 드니까, 낙과하니까, 사람들 돈 없어요. 그래서 돈, 집 사기보다는 전세로 사는 경우가 많아요. 돈이 부족해서. 뺀. 베트남 젊은 사람들은 어때요? 냐제 베트남 예. 베트남 집사이 때 어려워. 사실 cũng 보통이에요. 아, 보통. 아, 어렵지 않아. 아, 어렵지는 않은데 네. 그 젊은 사람들 집 많이 사요? 이제 뇨이제 젊은 사람. 에 꼬테 무아 반호 냐오 하노이 오 아, 네. 네, người trẻ trói mân ra làm,네네 막 trói mân ra làm apartment,많이 사요? 임대가 많아요? 많아 많아요. 투에 mà mình có thông nhiều아 보통 오케이 một thường thì là chào mừng xa là mừng chịp chịp in đề chịp in đề cô네 sau này là chung nghề ayo thôn mà bòi mần đi bòi bòi bolme mion thì chip sẽ ayo chịp nè chịp à chịp ayo sao아, 오케이. 보태규. 네, 알겠습니다. thằng thế học sinh một thông in đề chip in đề hiểu해서 살아요. 오케이. in đề là in đề thì hăn tài임대료? thôn nơi lèo네. 월세. quê 월세 sen à thuê tăng nè ê à bắt thư chỉ cầm rồi chứ mà bắt thư nó mua Ả Râm Tàu rồi à tại chưa sợ ok nhà chung cư à
nhà chung cư chỉ cầm rất là thái an hả cô, và đâm đầu ấy ồ Photo. view này Ừ. khóm rất là tiện ích là gì nhỉ, so với sư mà nào Ê, từ căn hộ ở Hàn Quốc là loan loan dàn căn hộ new, bo통 한국은 아파트 단지 커요. 그래서 그 아파트에 사는 세대가 보통 만 세대 있어요. 모무이닌 지아딘 지아딘라 모무이닌 또 뉴에라 하이무이닌 뭐 바무이닌 아파트 하나가 한국 그러니까 아파트 빅론 아파트 깐호 론뉴 깐호 이거 단지라고 불러요. 아파트 단지 그 단지인데 그러면 만명 이상 살아요. 거기서 5천 명, 만 명. 그러니까 아파트 단지 안에 공원 있어요. 공비엔. 아파트 단지 안에 네. 상가 있어요. 상가. 그 꾸아항. 네, 상가 아파트 단지 안에 학원 있어요. 학원. 학원. 다 있어요. 그리고 아파트가 크면 아파트 근처 간내 융합 있어요. 학교도 있어요. 그래서 그리고 아파트 좋은 아파트면 깐호 돈라 지하통 라 펠리 지하통 라 제양 지하철 뭐 있고 이래요. 그래서 아마 베트남도 아파트 지금 막 만들 때 그런 거 계획 있어서 아파트 단지가 크면 클수록 깐호 론 앤 헬리 시설 좋아요. 그러면 깐호 딱과 그 시설 좋은 아파트는 비싸요. 왜냐하면 건설비 필요하니까 부동산 수중 수수아수 건설하다 뭐예요? 건축하다 수중 맞아요? 건축하다 건설 건설, 건축, 그린, 건축, 아, 건축, 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 건축,
받고 딱 와. 그돈 tiền 많이 들어가요, 돈. 그러니까 임대 비용도 살때 까노 못 까노라 많아요. 그래서 보통 한국은 부동산 땅과 땅이 비싸니까 아파트 크게 줘요. 너 까노라 론. 아마 한국 이게 나중에 보면 특히 공항 근처 있어요. 인천 한국 공항 산파이 깐 산파이라 깐호라 론그 아마 그거는 그 아마 교통 좋은데 크게 지으면 사람들 거기 잘 사요. 왜냐하면 뉴이 뭐뉴이 무언 백송 깐호 고 지오통 돈얀 그 교통 좋은 아파트에 또는 뭐 교육 좋은 아파트에 사람들 살고 싶으니까 거기 비싸요. 낙과 근데 전세도 많이 하고 오케이 아마도 아마 네이마이도 주제 정해서 중따코테 자우추엔 베 투데 주제 정해 네. 얘기해봐요. 왜냐하면 중따 독뉴 아우 읽기 많이 했으니까 이제는 말하기 노이 연습해요. 렌탐 노이 네. 오늘 네, 알겠습니다. 본분 남았는데 오늘 여기까지 할게요. 네, 땀빼. 네, 바이바이. 수고했어요. 네, 수고하셨어요. 네.